Xin chào mọi người, Toàn đã quay trở lại đây và Toàn sẽ review cho mọi người xem về cái dòng sen Super Lotus. Sen đa số là gọi là sen Super á. Sen Super này thì nó cũng khó đậu hạt lắm, nhưng mà đậu hạt thì thường ra những cây đẹp. Đây là cái nó sau khi mà nó tàn hoa được khoảng 5 đến 7 ngày dòng. Những cái loại này mà nếu mà thời tiết mà ổn định phù hợp cho nó, nói chung là nắng vừa đấy, là nó sẽ có thể lên đến 10 ngày lận. Rất là đẹp luôn. Bình này là nó chưa nó hôm qua nó nở rồi mà nay nó lại ngủ, xong bắt đầu nó lười quá nó chưa ra nên mình sẽ cho nó nở. Mọi người xem. Super này đấy, nhưng mà người ta trồng tốt thì cánh nó sẽ hồng. Cánh bình thường thì này mình mới ra nên cánh hơi trắng. Mình cho mọi người xem này. Đấy. Đây. Cánh rất là tuyệt vời luôn. Đây. Bông rất to nhá. Loại này là mình mới ra chậu này nên bắt đầu bông hơi còi đấy, chứ thực sự là bông rất là to luôn. Bông này cũng phải có cá lên đến 20 ấy. Này, cái này có khả năng tạo hạt này, lát nữa mình sẽ thụ phấn cho nó. Mình sẽ thụ phấn cái cây pin ID 1 cho thằng này. Mình hướng dẫn cho mọi cái cách tạo thụ phấn luôn nhá. Ok, mình sẽ lấy phấn của nó. Cái thằng này, cái con này nó không có phấn nhá, cái con này nó không có phấn, mà phấn là những cái tua vàng vàng ấy. Tua vàng vàng là những cái loại sen khác. Mình bôi lên đây. Lát nữa mình sẽ qua bên đây cho mọi người xem thế nào nó là cái phấn nhá. Mình lấy thêm. Đây, thụ phấn cho nó, bôi vào cái đầu này để cho nó hên xui. Cái đâu ra được bông hoa đẹp thì sao, ra dòng hoa đẹp thì tốt cho mọi người. Đây, cánh rất là tuyệt vời luôn, nhìn nó yêu cực, super đấy. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái bông pin lady mà nó có phấn hay mình vừa lấy để thụ cho con này. Đây là bông pin lady. Đây là những cái nhá, ở giữa này của nó này là những cái hạt, nếu như mà nó đậu thì nó sẽ đậu được từ những cái hạt này và những cái xung quanh này này. Cái tia xung quanh này là cái nhụy của nó, là cái phấn của nó. Thì mình không rõ nó là cái trắng, cái gạo trắng trắng kia cả. Mình không biết cái trắng trắng cầu gạo của nó là hạt phấn hay là những cái ở trong cái vàng này nữa. Mình sẽ tìm hiểu thêm, nhưng mà mình bốc tuốt luôn. Tay mình hơi dơ, mình vừa làm vữa xong. Đây mình sẽ phủ lên này. Bởi vì những bào tử phấn của nó rất là bé. Đây mình sẽ chấm vào. Người ta làm kỹ, người ta sẽ dùng có cọ người ta quét lên đấy. Đây mình thử lai tạo giữa thằng này, giữa bông này với bông super bên kia. Đây, bông super cho mọi người tận mắt nhìn lên xem nó đẹp. Super cực yêu nhé, cánh túm lại là rất tuyệt. Cái bông này rất là bền, bông này rất bền. Nó là dòng sen trung nha mọi người, từ 60 đến hơn một, có trồng tốt chắc phải hơn 1 mét đấy. Chào mọi người.